Chiều ngày 21 tháng 9, câu lạc bộ Pickleball Thủ đô Gió Ngàn tổ chức chương trình ra mắt câu lạc bộ và giao lưu môn thể thao Pickleball giữa các thành viên trong câu lạc bộ và các nhóm yêu thích bộ môn thể thao này. Câu lạc bộ Pickleball Thủ đô Gió Ngàn được thành lập trên tinh thần tự nguyện, nhằm tập hợp những người yêu thích và có nguyện vọng tập luyện, nâng cao sức khỏe và trình độ kỹ thuật của môn Pickleball. Bước đầu thành lập, câu lạc bộ đã thu hút 20 thành viên tham gia là những người có chung sở thích môn Pickleball. Pickleball là môn thể thao kết hợp giữa ba môn quần vợt, cầu lông và bóng bàn, có thể thi đấu đơn hoặc đánh đôi. Điểm kết thúc set đấu có thể là 11 hoặc 15, 21 tùy theo vào quy định của mỗi sân đấu. Thời gian gần đây, Pickleball đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều người nhờ tính đơn giản, dễ chơi và có thể tập luyện dưới nhiều hình thức khác nhau. Đây là môn thể thao thú vị mang tính quần chúng, dễ dàng cho mọi lứa tuổi. Việc ra mắt câu lạc bộ Pickleball này góp phần đa dạng hóa môn thể thao, tạo sân chơi rèn luyện sức khỏe cho nhiều người dân trên địa bàn. Cũng trong chương trình ra mắt, câu lạc bộ Pickleball Thủ đô Gió Ngàn đã tổ chức giao lưu giữa các thành viên trong câu lạc bộ và các khách mời có cùng đam mê môn thể thao Pickleball. Qua đó, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tạo tinh thần đoàn kết, giao lưu học hỏi, cùng rèn luyện, nâng cao sức khỏe.